Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2019. Thế tôi có mặt ở đây ở ngay trước trụ sở của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Liên bang Đức, và phía sau lưng tôi đây là nơi mà chính phủ Đức đưa ra các đường lối ngoại giao đối với các nước khác, và trong đó có cả Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến việc ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đột ngột xuất hiện khi giữa tranh chấp Biển Đông. Và cái việc ông ta xuất hiện như thế nào thì chúng tôi xin mời các bạn theo dõi sau đây. Và đây là hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện ngày hôm nay sau rất nhiều ngày vắng mặt và không hề có bất cứ một cử chỉ hoặc một thông tin nào về việc chủ quyền Việt Nam bị xâm phạm, thì ông ta đã xuất hiện trở lại nhưng với thời gian rất ngắn, đó là khi ông ta xuất hiện ở trong phủ Chủ tịch nước. Và đây là hình ảnh ông ta là đại sứ tiến sĩ Guido Hiedner sáng nay ngày 7 tháng 8 đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình ảnh các bạn cũng thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã được nhận cái quốc thư của nước Cộng hòa Liên bang Đức do ông đại sứ Đức Guido Hiedner trình lên. Và tuy nhiên hình ảnh rất ngắn nhưng các bạn cũng thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là cái người mà chịu trách nhiệm nhận các quốc thư của các nước, và ông ta đủ sức khỏe để có thể đưa ra cái thông báo về những cái sự việc nghiêm trọng vừa qua và về tình hình Biển Đông. Và đây, ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự tìm hiểu và cũng biết rằng trong thời gian vừa qua rất nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, và thông thường thì Chủ tịch nước sẽ phải là người tiếp, nhưng chúng ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện rất ít khi xuất hiện trong những cuộc tiếp đón đó, nhưng lần này đã đột ngột xuất hiện khi ông ta nhận trình quốc thư của chính phủ Đức và một số nước khác. Đây là hình ảnh mà các bạn nhìn thấy. Dạ. Và như vậy các bạn phải biết rằng là phải chăng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện khi chủ quyền biển đảo của Việt Nam bị xâm phạm, bị xâm hại, mà các bạn chỉ thấy bà Phó Chủ tịch nước đi đây đi đó đến một số nơi. Mà đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Đây là ảnh, bức ảnh được chụp vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, khi mà Việt Nam và Trung Quốc đang rất căng thẳng ở cái vùng bãi Tư Chính, nơi mà có tàu Hải Dương 8 và tới vài chục tàu của Trung Quốc đang quần đảo ở khu vực đó, và họ thăm dò ngay trên thềm lục địa của Việt Nam. Đây là hình ảnh của bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm Hải quân. Và các bạn phải biết rằng vùng 4 Hải quân là cái nơi được giao trách nhiệm bảo vệ cái vùng chủ quyền biển đảo ở phía Nam, nơi có bãi Tư Chính, thì chính vì vậy mà bà ta phải xuất hiện ở đó. Và không thấy ông Nguyễn Phú Trọng đến những cái vùng này có nghĩa là ông dường như là sức khỏe rất yếu và không thể đi lại được, hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng không quan tâm đến những điều đó và không có bất cứ một cử chỉ, một cái hành động nào để chứng tỏ rằng cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam là rất nghiêm trọng, bởi vì nó nghiêm trọng đến mức mà Việt Nam đã nhiều lần ra công hàm phản đối như vậy. Và các bạn xem, cụ thể nhất là ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra cái công hàm, Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy phát ngôn viên của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra cái phát ngôn này ngày hôm nay. Và bà nói rằng là việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và đối với các quần đảo này. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta đã thấy. Thì trong nhiều ngày qua, sau bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần Việt Nam đưa ra các công hàm phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo, rồi bây giờ tiếp tục đưa ra phản đối việc Trung Quốc là tập trận ở vùng Biển Đông trong 2 ngày, đó là ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 2019. Thì đây là công hàm tiếp theo, nhưng phía Trung Quốc phản ứng thế nào thì các bạn chắc cũng có thể tham khảo thêm. Đó là việc phía Trung Quốc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn nói rằng là Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc. Thì có nghĩa là họ luôn luôn tìm mọi cách để họ bao biện cho cái việc mà họ đưa tàu xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam là cái việc đúng đắn, và họ nói rằng là cái vùng lưỡi bò của họ, đấy là lãnh thổ của Trung Quốc, và đề nghị Việt Nam phải tôn trọng việc đó và Việt Nam không được xâm phạm chủ quyền của họ. Thì cái điều này là hết sức ngang nhiên của Trung Quốc, và bây giờ họ đã lộ rõ cái bộ mặt của một cái nhà cầm quyền mà chuyên ỷ thế của nước lớn và đi bắt nạt những nước nhỏ, như lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi cập nhật mới nhất về việc chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc ngày hôm nay, do ông phó giáo sư giảng dạy ở trường hàng hải của Hải quân Mỹ, ông Matheson đã chia sẻ trên trang tweet của mình, và các bạn có thể xem những thông tin này rất cụ thể ở trang tweet của ông. Và trong cái thông tin này
thì ghi rất rõ là cập nhật ngày 7 tháng 8 năm 2019, tàu Hải Dương Địa chất 8 đã kết thúc cuộc khảo sát của nó. Nó đang di chuyển đến đá chữ thập, tức là đến cái đảo đá chữ thập. Thì đây là hình ảnh mà chiếc tàu này sau khi mà khảo sát xong rồi, khảo sát rất nhiều ngày xong rồi, thì bắt đầu là nó di chuyển đến cái khu vực mà khỏi cái vùng mà đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn chưa phản ứng gì về việc này, và cái thông tin như thế này thì trong báo chí trong nước cũng chưa được đăng tải và chúng ta chưa thể biết được. Vậy thì các bạn hãy tự tra cứu trên những cái trang truyền thông như Thời báo DE, như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FI, Đài FA và nhiều trang blog và nhà báo tự do khác ở nước ngoài thì mới biết được cái tiến trình mà Trung Quốc liên tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam ra sao. Và sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng, các bạn cũng biết, thời gian trước đây vào năm 2017 thì cũng tại Berlin này đã xảy ra cái vụ bắt cóc một công dân Việt Nam, đó là ông Trịnh Xuân Thanh, ngay tại trung tâm và cách ở khu vực này không xa. Và điều đó đã gây đến cái việc mà Bộ Ngoại giao Đức và đã đưa ra cái phát ngôn vào ngày 22 tháng 9 rằng là họ đã đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam, lập tức đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam. Và chính tôi là cái người đã chứng kiến cái việc đình chỉ này, và tôi đã quay và phát cái hình việc chính phủ Đức đình chỉ đối tác chiến lược. Và cho đến ngày hôm nay thì họ vẫn chưa có công bố chính thức là nối lại hoàn toàn cái đối tác chiến lược, bởi vì với những cái người mang hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam trước đây vào Đức thì không cần phải xin visa trong một số ngày nhất định, nhưng cho đến bây giờ tất cả các cán bộ ngoại giao của Việt Nam khi đến Đức công tác vẫn phải xin visa, và ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khi tới Đức công tác cũng phải xin visa thì mới vào Đức được. Thì đấy là cái điều mà Việt Nam đã rất thiệt thòi sau khi xảy ra cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và mang ý nghĩa rất là tệ hại đối với quốc tế. Thì đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy phát ngôn viên của ông, đấy là ông Seibert, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức đã nói vào ngày 22 tháng 9 về việc đó. Và nhiều người trong nước hoặc là ở đâu, ở nước ngoài cũng đã bình luận Trịnh Xuân Thanh là một cái người tham nhũng, thế thì bắt cóc, bắt như thế là đúng rồi. Thế nhưng mà họ không hiểu rằng là ở đây, các bạn nhìn thấy, đây là lãnh thổ nước Cộng hòa Liên bang Đức, và đây là lãnh thổ, đây là thuộc châu Âu. Thì Việt Nam bất cứ làm một cái việc gì ở Đức thì đều phải xin phép, và phải có những công văn, công hàm, và phải có những cái tiến trình pháp lý đúng đắn theo đúng luật quốc tế. Nhưng mà Việt Nam sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc được bà Thủ tướng Đức Angela Merkel mời đến dự hội nghị G20 tại Hamburg thì đã không chờ đợi cái việc bên thủ tục pháp lý ở Đức làm, mà đã lập tức là sau đó 2 tuần là vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và đưa về nước một cách bất hợp pháp với cái sự tiếp tay của Bộ Công an Việt Nam, đứng đầu là ông Tô Lâm, phía dưới người trực tiếp điều hành là ông Đường Minh Hưng, ông và một số cái quan chức cao cấp của trong tòa đại sứ quán Việt Nam cũng đã bị trục xuất sau đó. Cái điều đó đem đến cái tệ hại rất lớn, và có lẽ lần gặp này của ông Nguyễn Phú Trọng đối với ông đại sứ Đức một cách rất đặc biệt, và cái thông tin này được đưa lên rất đặc biệt, thì có lẽ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn làm lành với phía Đức và đang muốn phía Đức bỏ qua cho cái việc này, hay cũng có thể đây là cái điều mà một cái tín hiệu ông Nguyễn Phú Trọng muốn phát đi. Tuy nhiên, nước Đức là một nhà nước pháp quyền, và ngay trong phiên tòa xét xử ông Trịnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì những nhân chứng đã khai ra ông Nguyễn Phú Trọng là cái người mà đứng đầu phe bảo thủ, tức là thân Trung Quốc. Thế còn những cái phái khác thì lại hướng về phía châu Âu hoặc là hướng về phía Mỹ, tức là họ muốn mở rộng cái hợp tác ra. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là không đồng ý, và điều đó dẫn đến cái việc mà đấu đá quyền lực ở trong nội bộ đảng, và những cái cán bộ của Việt Nam sau đó đã phải trốn chạy ra nước ngoài, và dẫn đến cái việc bắt cóc sau này. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại trong một thời gian rất ngắn, và cái điều đó cũng nói lên rằng là có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu cảm thấy sự cần thiết của Đức và châu Âu đối với cái việc mà phát triển kinh tế của Việt Nam, và đặc biệt là với vấn đề chính trị tại Việt Nam. Bởi vì các bạn biết ở Đức là một nhà nước dân chủ xã hội, tức là những chính sách đối với người dân của Đức rất tốt, tức là họ quan tâm đến những cái người nghèo và họ chia sẻ những cái khó khăn cho người nghèo, và điều đó rất phù hợp với cái việc mà khi Việt Nam chuyển đổi thể chế thì cái thể chế của châu Âu, của Cộng hòa Liên bang Đức rất phù hợp với Việt Nam. Mặc dù cũng đa đảng, họ cũng có đảng Cộng sản, nhưng cũng có nhiều đảng phái khác, nhưng họ đều có thể hoạt động và tôn trọng lẫn nhau, và cuối cùng là quyết định là lá phiếu của người dân bầu. Thì khi Đảng Cộng sản Việt Nam khi đến một điều kiện nào đó
thì chắc chắn rằng họ cũng phải đa đảng, tức là cho nhiều phép nhiều đảng phái khác cùng hoạt động, và cái thể chế của Đức phù hợp cho cái việc đó thì những cái đảng phái cùng nhau cạnh tranh và đảng nào làm việc và tốt cho người dân thì được nhiều người dân bỏ phiếu cho và người đấy sẽ làm lãnh đạo. Thì điều này có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải cân nhắc và tránh cái trường hợp mà quá thân thiết với Trung Quốc. Và để như thế này, các bạn đã chứng kiến cảnh ông Nguyễn Phú Trọng không uống trà với ai ở trong nhà sàn Cụ Hồ, mà chỉ có mời ông Tập Cận Bình đến uống trà ở đây, và ông ta khen trà Việt Nam, trà Trung Quốc có khi ngon hơn trà Việt Nam. Thì đấy là cái điều mà rất là sơ hở, rất là không tốt đối với cả một người lãnh đạo khi mà đi nịnh một cái người đứng đầu một nhà nước khác như vậy, một cách rất là trắng trợn như vậy. Và có lẽ bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng cũng là cái người mà được đào tạo ở dưới thời nước Liên Xô cũ từ những năm 80, và ông ta, cái nhận thức của ông ta nó cũng Nguyễn Phú Trọng không thể biết được thế nào là kinh tế thị trường, và cũng không biết được thế giới xung quanh nó phát triển và nó thay đổi ra sao. Cho nên ông ta trong cái suy nghĩ của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ cái quan điểm, vẫn giữ cái đường lối của Liên Xô từ những năm 80, và ông áp dụng, cố gắng là kiên định chủ nghĩa xã hội để ông áp dụng cái điều đó cho toàn cho đất nước Việt Nam, cho người dân Việt Nam và cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và chính vì vậy, đấy là cái điều thiệt thòi cho đất nước chúng ta khi chúng ta đang bị Trung Quốc chèn ép, bị Trung Quốc cướp lãnh thổ, cướp biển đảo, thì những cái chúng ta Việt Nam đã không có những người bạn, bởi vì với chính sách đu dây của Việt Nam từ trước đến nay không được bạn bè quốc tế tin tưởng hoàn toàn, và Việt Nam cũng không tin bạn bè quốc tế, nhất là những nước văn minh như Mỹ và châu Âu. Và chính vì vậy Việt Nam bây giờ trở thành một đất nước cô đơn đối diện với Trung Quốc, và điều đó cần phải thay đổi. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 8 năm 2019. Và chúng tôi hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy bình luận cũng như là gửi những cái góp ý và những yêu cầu vào trong video này để chúng tôi có thể phục vụ các bạn tốt hơn, những thông tin nhanh và trung thực nhất. Chào các bạn, Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin.